Thưa quý vị, nhân dịp Tết Trung Thu, sáng nay, Phó Hướng Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hướng Cao Thị Huyền Trân đã đến thăm tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ nạn dân chế độc gia cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng cơ sở 3 tại xã Hòa Dân, huyện Hòa Văn. Trong không khí vui tươi rộn ràng của mùa Tết Trung Thu, các em đặng dân gia cam tại đây đã nhận được những tình cảm ấm áp và món quà ý nghĩa. Theo mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hốc, Cao Tị huyện Trân ghi nhận những nỗ lực, sự quan tâm và trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ nạn dân chế độc gia cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng cơ sở 3. Khẳng định, thành phố Hốc luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm đạt những hiệu quả tốt hơn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em là nạn dân chế độc gia cam. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hốc cũng kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành trong công tác chăm sóc trẻ em gia cam, trẻ em bất hạnh tại địa phương nhằm tiếp thêm động lực giúp các em lạc quan vượt qua nghịch cảnh hòa nhập cộng đồng